Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Khi nhắc tới những cái dòng mini PC, có rất nhiều bạn đã suy nghĩ ngay tới cái dòng Intel LOC. Đây là một điều hoàn toàn dễ hiểu bởi vì những dòng sản phẩm này đã có mặt trên thị trường từ rất lâu rồi và cái hiệu quả mang lại cũng như về cái tính thực tế là rất cao. Và mình đang có ở đây hai phiên bản gần như là mới nhất, một bên là Intel LOC 10 và một bên là Intel LOC 11, với mức giá chênh lệch nhau khoảng chừng vài trăm nghìn đồng. Thì vài trăm nghìn đồng cho hai thế hệ cách nhau thì hai sản phẩm này có những điểm gì khác biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái phần đóng hộp bên ngoài. Nói chung ấy, cái phần vỏ hộp ra thì lần đầu tiên mua sản phẩm thì chúng ta sẽ nhìn thấy thôi, và sau đó chúng ta sẽ cất luôn phần vỏ hộp đi và sẽ chẳng có thể sử dụng lại nữa. Nhưng chúng ta vẫn cần phải nói về cách đóng hộp. Về phần cách đóng hộp của LOC 10, các bạn nhấc sản phẩm lên và sản phẩm nằm ở ngay ngoài và chúng ta sẽ đóng lại như bình thường. Còn đối với thế hệ thứ 11 thì cách đóng hộp đã được nhấc lên và cái phần tách ra nó không có những phần thừa ở ngoài, và cái phần khung này cũng cứng cáp hơn. Nói chung là cảm giác của mình kiểu Intel bây giờ chú tâm hơn về cái phần đóng hộp bên ngoài rồi, không như ngày xưa kiểu là cái phần vỏ hộp này chỉ là cái để đựng sản phẩm thôi. Và bây giờ mình sẽ bỏ hai sản phẩm ra và tập trung chính vào hai cái mẫu LOC mình đang có. Nếu như bây giờ mình đổi vị trí hai mẫu LOC này và mình sẽ không nói cho các bạn biết đâu là LOC 10 và đâu là LOC 11, thì liệu các bạn có nhận ra được hai sản phẩm này không? Mình cá là đa số các bạn sẽ không nhận ra, bởi vì nếu như nhìn qua thì hai sản phẩm này cực kỳ giống nhau. Cái điểm khác biệt ấy, nếu như các bạn không có thước đo hay một cái cân điện tử mini thì các bạn sẽ không thể nào nhận ra được. Về phần tổng quan kích thước nhìn chung rất giống nhau, nhưng thực tế là đúng là giống nhau thật, nó cũng không khác gì nhiều mấy đâu. Về cân nặng của sản phẩm thì đối với Intel LOC thế hệ 11 sẽ nhẹ hơn khoảng chừng 20g nếu như so với thế hệ thứ 10. Và về phần màu sắc cũng có điểm khác biệt, điểm màu sắc ở trên phiên bản thế hệ thứ 11 đây, LOC 11, chúng ta sẽ có màu matte black luôn. Wow, cực kỳ xịn luôn, sờ và thích đấy. Còn đối với thế Intel LOC 10, chúng ta sẽ có hai màu sơn. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ có màu sơn, đây mình nghĩ đây là màu xám xanh, cộng với đó là đây là cái màu đen. Thì đây là cái phần ốp nhựa này, đấy, để vào sẽ để rất nhiều dấu vân tay. Còn bên đây nó làm từ kim loại, để vào rất ít bám dấu vân tay. Và nói chung là nhân tiện nói về mặt trước, mình sẽ nói về cái phần cổng kết nối. Thì đối với LOC thế hệ thứ 10, các bạn nhìn thấy đây là cổng nguồn, kế bên là cổng jack audio combo, chúng ta sẽ có một cổng USB Type A và đây là cổng USB Type C 3.2 thông thường. Tuy nhiên sang phiên bản thế hệ 11 thì cổng USB Type C đấy đã được đổi sang cổng Thunderbolt để chúng ta có thêm những cái tốc độ kết nối. Và chuyển sang phần mặt sau thì sao? Phần mặt sau cũng có thêm một số điểm khác biệt. Chúng ta sẽ có những cổng kết nối vô cùng thông dụng, đó là hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C hỗ trợ Thunderbolt. Dĩ nhiên rồi, những cái mẫu sản phẩm mini PC như này bắt buộc cần phải có cổng Thunderbolt để có thể mở rộng ra các cổng kết nối, một cổng mạng HDMI 4.5, một cổng HDMI, và dĩ nhiên không thể thiếu được đó chính là cổng cấp nguồn. Còn đối với thế hệ 11 sẽ có thêm một điểm đặc biệt nữa, đó chính là một cổng mini DisplayPort. Với cổng mini DisplayPort này, các bạn có thể kết nối vào những cái mẫu màn hình thông dụng hiện nay thì đều có cổng mini DisplayPort hết. Và dĩ nhiên không thể thiếu được là khe thẻ SD để các bạn có thể cắm thẻ vào và copy dữ liệu một cách hiệu quả hơn. Về mặt cấu hình thì sao? Phiên bản Intel LOC thế hệ thứ 11 đây, chúng ta sẽ có một mẫu CPU tương đối mới, đó chính là Intel Core i5-1135G7. Đây là mẫu CPU được sản xuất trên tiến trình đó chính là 10 nanomet. Và chúng ta sẽ có một cái mẫu CPU có 4 nhân và 8 luồng xử lý, sẽ có 2 slot RAM và 1 slot SSD để các bạn có thể nâng cấp. Và bên tay trái của mình đó chính là Intel LOC 10, sẽ có mẫu CPU đời thấp hơn một chút là Intel Core i5-10210U 4 nhân 8 luồng và được sản xuất trên tiến trình là 14 nanomet. Thì cái vấn đề sản xuất trên tiến trình ấy thì đấy là câu chuyện của Intel thôi, chúng ta hãy tập trung chính vào cái vấn đề trải nghiệm. Đó chính là thế hệ thứ 10 này, chúng ta sẽ có hai cục sạc khác nhau. Đây là cục sạc 11 và đây là cục sạc 10. Về mặt tổng quan về cái kích thước, các bạn có thể nhìn thấy điểm khác biệt. Đối với thế hệ thứ 11, chúng ta có một cục sạc to hơn hẳn luôn, đặt lên chắc là gần gấp đôi khi so với thế hệ thứ 10. Cục sạc bên tay trái của mình sẽ công suất là khoảng 90W, còn bên tay phải mình đó có công suất cao hơn khoảng chừng 30%, đó chính là 120W. 50% chứ nhỉ? Cái 30% thôi. Và cục sạc Intel LOC thế hệ 11 này được sản xuất bởi FSP. Đây là một trong những nhà sản xuất nguồn cực kỳ uy tín và thường xuyên sản xuất những bộ nguồn có công suất lớn. Nên cục sạc này sẽ là cục sạc tương đối xịn đấy. Còn đối với thế hệ thứ 10 thì đây là một cục sạc được sản xuất thông thường thôi. Có lẽ là Intel nhờ ở bên một bên OEM khác sản xuất, và mình nghĩ ở đây là APD. Có thể đây là một hãng sản xuất nguồn này luôn. À đúng rồi, Asian Power Design. Đây là một hãng khác gọi là ít tên tuổi hơn FSP. Đấy, thế thứ 11 được cải tiến ở những cái điểm đấy. Vậy thì cụ thể nó sẽ nằm ở bên trong những cấu hình được tối ưu lại. Và bây giờ mình sẽ test nhanh qua một số phần mềm để các bạn thấy được là thế thứ 11 đã có thêm những cải tiến như nào.
thì làm cách nào để có thể tối ưu sản phẩm. Đối với thế hệ thứ 11 đây, các bạn có thể cắm hai thanh RAM để có thể sử dụng nó một cách tốt hơn. Thế hệ 11 chúng ta đã có bus RAM hỗ trợ rất cao, bus RAM đến tận 3200, thì bus RAM cao đồng nghĩa với việc đó cũng là cái tín hiệu các bạn truyền đi cũng lớn, và các bạn chọn mua những bus RAM hỗ trợ là luôn là 3200 của hãng hỗ trợ thì sẽ là để tận dụng tối đa hiệu năng mà không gây lãng phí. Còn đối phiên bản thấp hơn một chút, chúng ta có Infinix 10 thì thanh RAM các bạn có thể lựa chọn thoải mái thôi, các bạn không nhất thiết phải lựa chọn thanh RAM bus cao bởi vì sản phẩm này chỉ hỗ trợ là 2666. Thế còn cái khả năng xử lý đồ họa sao? Mặc dù mình biết đó chính là đồ họa tích hợp của Intel không quá mạnh, thế nhưng Intel vẫn cố gắng mang tới cho người dùng những cái trải nghiệm về đồ họa tốt hơn. Thì với phiên bản thứ 11 chúng ta có đồ họa tích hợp Iris Xe với khả năng đồ họa được cải tiến lên khoảng chừng gấp đôi tùy từng tác vụ thôi. Một số tác vụ liên quan tới các bạn giải nén file, các bạn của edit video thì hỗ trợ Intel Quick Sync thì đối với thế hệ thứ 11 sẽ có cái hiệu năng nhanh hơn đáng kể. Và nếu với mức giá khoảng chừng hơn 9 triệu và dưới 10 triệu, các bạn sẽ lựa chọn phiên bản nào? Một phiên bản Intel NFC 11 với rất nhiều cải tiến về mặt hiệu năng cũng như về mặt hình thức cổng kết nối, và một cái phiên bản có mức giá rẻ hơn đó chính là Intel NFC 10. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho chúng mình được biết. Hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.